Galaxy Fold có thể lên tới 14 triệu đồng. Mặt trái của việc được sở hữu công nghệ thời thượng đó là bạn có thể phải trả những cái giá rất cao, từ việc sở hữu thiết bị, phụ kiện đi kèm, cho tới chi phí bảo hành nếu chẳng may làm hỏng. Galaxy Fold là một minh chứng điển hình. Khi mới đây có thông tin cho biết người dùng có thể sẽ phải trả tới 600 đô la Mỹ, tức sấp xỉ 14 triệu đồng, để thay thế màn hình mới nếu bị hỏng sau hạn bảo hành. Được biết, chi phí này cao hơn từ 4 đến 5 lần so với mức trung bình của một chiếc smartphone thông thường ngay cả đối với một thiết bị cao cấp, đời mới như iPhone 11 Pro Max, thì chi phí để thay màn hình cũng chỉ bằng phân nửa, 330 đô la Mỹ. So với Galaxy Fold, chi phí để thay màn hình cho Galaxy Fold thuộc mức cao nhất dành cho một smartphone. Dẫu vậy, Samsung cũng mang đến nhiều ưu đãi, bao gồm thay miễn phí nếu như máy còn thời hạn bảo hành. Tuy nhiên, do biết được đặc tính của Galaxy Fold đó là rất mỏng manh, lại tích hợp những chuyển động về mặt cơ học, nên Samsung cũng rất rộng lượng khi mang tới ưu đãi cho người dùng sớm sở hữu thiết bị này hiện Galaxy Fold đã chính thức được ra mắt tại Hàn Quốc và ngay lập tức được người tiêu dùng săn, đón. Sắp tới, sản phẩm sẽ lần lượt ra mắt tại Pháp, Đức, Singapore và Anh vào 18 tháng 9, sau đó tới Mỹ vào 27 tháng 9. Dẫu vậy, Samsung không có kế hoạch phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.